Em đâu? Đây chẳng hôm nào em? Đăng Thọ. Đang gọi hả? Cái này là Mạnh Thường Quân cho hay là mình mua? Dạ, cái này là của Mạnh Thường Quân cho cái hòm, cái hàng cho Cho mẹ. xin cái hàng cho mẹ luôn hả? Dạ, không có gì. Anh lo được tới mức này giúp cho em, mẹ em viên mãn như vậy là em cũng mang ơn anh nhiều lắm. Nay đến không biết cô vui không ta, chắc nhớ mình phải không, Dạ. dễ gì quên được mình phải không? Thì hôm nay anh đến đây cũng cũng như thay mặt bà con anh chị Mạnh Thường Quân hồi xưa vừa hỗ trợ cho mình đó, cũng như là quan tâm đến gia đình mình, thì trước mắt thì em cũng gọi là chia buồn đến gia đình ha, thì cũng viếng cô, viếng cô. Ừ dạ, hay mọi người thấy gia đình của cô cũng rất là khó khăn luôn, con không về kịp thì về đừng về rồi, cũng cô đừng có buồn nghe, thằng Minh vô thăm là lần nào cũng nhắc Minh mà nhớ ha. Gia đình mình còn cái gì khó khăn nữa không nghe, có nói tâm sự đi, có gì anh em hỗ trợ được thì hỗ trợ cho. Hiện tại thì tới phút này là em lo chu toàn cho mẹ, còn cái phần phía sau là cái phần mà đi hỏa táng mẹ. Dạ, mai mốt là em đưa mẹ vô trong gần cầu Tân An trong chùa ông Đạo Ba. Ủa vậy không có để mẹ trong chùa luôn hả? Là mình để mình mua cái tháp mà mình đặt ra, tại vì trong đó là có phần đất mà đó là của ông bà có chôn với cổng rồi, À bây giờ đặt cái tháp ở cổng cho mẹ. phần đó có tốn kém không em? Dạ, cái phần đó thì mình có tốn kém Cái không, đó là người ta có nói bao nhiêu tiền không? thì Thôi cái anh đi, tháp. anh qua bên đây luôn, anh dạ đứng chung một chỗ với em đi ha, nói dạ chuyện cho nó ghê, tại vì chỗ nhà cô chật á, dạ đứng hai ba nơi rồi để cho mọi người nghe là có hỗ dạ trợ được, hỗ trợ nữa. Cái tháp thì Em lấy ghế em ngồi đi, em nói chuyện được không? Đứng được ha. tháp thì cái nãy em có hỏi giá thì nó khoảng chừng 3 triệu, luôn bộ bia thì 3,5 triệu. Dạ, rồi nói chung tiền sách Là cái tháp là người ta xây lên cho mình luôn dạ á đúng rồi, ta làm hết trơn luôn á, rồi mình chỉ cần là mình đem mình vô hồ để hồ mình cốt của mẹ xuống cái silicon lại. à. Dạ, thì đất thì ở trong thì lúc trước mà nhỏ em mới mất á, thì em có mua cái phần đất ở trỏng nên để nó có dư ra một 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 khoản, thì hiện tại thì đất có sẵn. Vậy là phần phần đất trong chổng là mình làm cho mẹ được khoảng 3,5 triệu hả? Dạ, khoảng 3,5 triệu. Là cái là kết thúc luôn cuộc hành trình, là mẹ bớt đau đớn luôn đúng không? Mẹ Dạ, có đang có chồng hả, không xã cái này là áo tang của em, chồng hả? em thì chỉ có cái khăn tang thôi. À, đúng là áo trang của Dạ, em với ha. Đó bà hai đứa nhỏ. ha. Dạ, đó là Tại nhìn ba. thấy nó hiu quạnh, vô anh tang thấy hiu Dạ, quạnh buồn ha. con mình em. Ủa giờ tới thứ bảy làm, bữa nay thứ mấy rồi? Dạ, bữa nay Bữa nay thứ tư thứ năm thứ à, năm, sao không được ngày hả? tại vì tới mùng 9 cho nó đẹp rồi, và có ông thầy còn. À, mình Dạ. kính là tối nay rồi tối mai rồi sáng mốt Dạ. 10 12 giờ động quan. 12 giờ đông quay là đi ra bên kia ha. Dạ. Hổm giờ tiền Mạnh Thường Quân cho vậy là còn đủ tiền để lo cho mẹ không? Thì Mạnh Thường Quân cho tiền thì thuốc men, mà em có mua thuốc men với ăn uống thêm cho mẹ, cũng dư được 2 triệu mấy. Rồi mấy sáng nữa em cũng trang trải bông hoa với cái cây với tiền tẩm liệm Tăng liệm ta phim lấy nhiêu tiền, 1 triệu. mấy cô mấy anh lại là lấy tăng liệm 1 triệu ha. Thấy mẹ mất thì cũng buồn, nhưng mà thật sự là nói để mẹ nằm như vậy cũng tội mẹ quá, Dạ đúng rồi. đau đớn quá, lỡ lét quá trời luôn, mà mấy năm nay rồi ha, Dạ. đi không có chỗ đi Mà luôn. mẹ đi cũng thanh thản, mẹ đi cũng ngọt, cũng không có thuốc gì nhiều cho đi nhẹ nhàng á. Ủa vậy là bác sĩ cho về là nguyên nhân là cho về là hết bệnh cho về hay là mệt quá cho về? Tại vì bác sĩ nói thôi cô về đi. Cái tình trạng cô ở đây hiện tại là dịch nó vô rồi, cô ở đây nguy hiểm lắm.
người cho về. Anh nghe em nói là cho mẹ xuống hồi sức rồi, thấy cũng mừng rồi. Ngay giờ nó cho hồi sức này, hồi sức về nhà mất luôn. Em tưởng đâu là mẹ em qua được rồi. Mày ở vậy? Dạ. À, thấy vết thương vết lở của cô quá trời luôn. Dạ. Nhớ bắt kinh liên tục nha, đừng có để em hát kinh nha. Dạ. À, khi mẹ mất thì hình thái mẹ đẹp lắm, da sáng sủa lắm, chứ cảm thấy như là u phiền qua đi hết rồi. Đau khổ quá hết rồi. Thế cô nằm hay cô đớn đau quá trời. Thì hết tiền rồi hả? Hết tiền rồi hả? Còn tiền nhiều không? Dạ, giờ này thì... Để như anh vô anh hỗ trợ cho một phần để lo cho mẹ nha. Dạ. Anh lo cho mẹ để cho cô yên tâm luôn. Không có ngày 21 là hết, không có nợ nần gì hết. Dạ. Ha. Dạ. Thì thì bên đây thì em đứng bên bên đây thì em nói như hồi nãy em nói là một cái phần mà làm một cái áo quan này thì đáng lẽ thật sự ra thì nếu mà em anh có thấy là cuộc gọi của em Triều lúc mẹ hấp hối, mẹ nhắn tin là mẹ hấp hối. Nhưng mà lúc đó là anh đang ở Sài Gòn, ba đang ở sân bay rồi lo check in rồi không có hàng hóa của mình, nó không có xem tin nhắn cho máy được. Thì sáng vào 6 giờ sáng thì Hòa Minh Đồ Ba thấy tin nhắn của em thì nói mẹ mất rồi, thì Hòa Minh Đồ Ba sẽ không về, không có kịp để mà lo những cái hậu sự như thế này. Nghe nói em nói thì cũng có Mạnh Thường Quân gửi tặng cáo quan cho mẹ thì cũng rất là mừng. Thì bây giờ thì còn phần hôm trước là Hòa Minh Đồ Ba có hỗ trợ cho cô 5 triệu để mà có thể là hút thang. Thì bây giờ em nói là phần đó là hết rồi, thì còn cái phần là còn lại là làm cho mẹ cái tháp cái tháp là mình không gọi là cái mộ nữa mà cái tháp, tại vì mình thiêu khi mà cô này cô thiêu thì cái hũ cốt á thì hồi bên ba đã đi làm rất là nhiều đám tang thì các bạn cũng thấy đó, một cốt mình có 200.000 thôi, nhưng mà mình phải mình bồi dưỡng cho các chú ở trong đó thì không có đòi hỏi, nhưng mà ít nhất phải bồi dưỡng cho các chú đó. Thì gửi thường thường Hòa Minh Đô Ba hồi đó mà mọi người có thấy là lần nào Hòa Minh Đô Ba gửi vào cũng 1 triệu rồi, đó là tính luôn tiền cái hũ đó. Thì cái tháp nữa, hiện tại bây giờ cái tháp đó là 3.5 triệu nữa. Thì thôi một tí xíu xin phép cho thầy giúp người thì giúp cho chót luôn. Thì nói cùng cô Ngân thì cũng rất là quý Hòa Minh Đô Ba rồi, cũng có đến từ lúc đầu tiên cô bệnh là Hòa Minh Đô Ba đã hỗ trợ hình như là 13.700.000 đúng không ta? Dạ. Rồi mỗi sao mà khi kết thúc bệnh thì lâu lâu Hòa Minh Đô Ba cũng có vào tặng gạo 500, 200, có tặng liên tục luôn. Thì hữu duyên cô đến đâu đến thì đến, thì hiện tại bây giờ cô đã mất rồi thì lo chu toàn cho cô luôn, thì cái đó là không phải là cái bổn phận trách nhiệm mà đó là cái tình thương của tất cả anh em chúng ta dành cho cô. Thì thôi anh tí xíu nữa anh sẽ gửi tặng luôn cho là 5 triệu. Yeah. Tất nhiên là lo cái tiền thiêu cho cô cũng như là cái tiền cái tháp cho cô luôn. Yeah. Để cho cô an lòng, và hy vọng là em cũng như là gia đình mình á cũng như là cô thì cũng có nghĩ đây là một cái món nợ. Yeah. Mà nghĩ là đây là một cái tình thương của tất cả mọi người dành cho gia đình. Yeah. Ha. Rồi sau này thì có những cái gì khó khăn á thì người gặp người em có nhiều như là sau này có điều kiện làm ăn được á. Yeah. Thì thấy những bà hoàn cảnh khác thì mình có hỗ trợ lại. Yeah. Mình giúp đỡ lại hết đó, mình trả hiếu trả ơn lại cho bà con cũng như là trả lại cái phần công đức của bà con dành cho mẹ mình. Yeah. Ha. Yeah. Chứ không có buồn ngại gì hết ha. Yeah. Thì nhưng mà Hòa Minh Đô Ba nói vậy thôi, nhưng mà thật sự là trong cái tang lễ á, thì nó sẽ còn rất là nhiều điều xảy ra, rất là nhiều chi phí xảy ra. Thì nếu mà anh chị em nào thấy cảm thấy thương em Triều, đây là một mùa em nói hiện tại bây giờ là còn 2 đứa con nữa và công việc thì không có ổn định, thì nếu anh chị em nào có thể gửi tiền phúng biếu cho cô thì anh chị em gửi thì Hòa Minh Đô Ba sẽ mang vào tặng cho cô cũng như là nhang đèn cũng như tất cả mọi thứ. Nếu anh chị em nào hữu duyên hoặc là anh chị em thấy cảm lòng thì cứ tặng. Anh nhận ha. Yeah. Anh nhận tiền phúng biếu, ví dụ như có thì anh sẽ nhận và anh sẽ gửi cho em nó lo hậu sự cho mẹ được ăn chu toàn hơn. Dạ. Thì chốt lại là hôm trước với hôm nay là anh sẽ gửi cho tổng cộng cho mình 10 triệu đúng không? Yeah. Là hôm nay nó là 10 triệu. Thì tí xíu anh sẽ gửi cái logo 10 triệu và anh cho mọi người xem ha. Yeah. Thì đúng là 10 triệu thì bây giờ em cũng gửi lời đến thăm mọi người, thấy không, nhà rất là chật hẹp luôn, mà mình đồ ba đứng sợ thấy khuất em ấy á. Dạ. Dạ chú, ngủ hả, mệt ha? Mệt lắm không? Nguyên đêm luôn hả? Thì
Đây tí xíu anh gửi anh, nay anh không có chuẩn bị tiền, bữa nay anh mới đi công việc ấy về anh không có chuẩn bị kịp thì tiền ha. Anh gửi cho anh là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu. Phần này Hòa Minh đồ ba gửi thêm 5 triệu nữa là tổng cộng là chắc chưa đầy 1 tuần đâu. Từng Hòa Minh đồ ba gửi 5 triệu rồi, hôm nay thêm 5 triệu nữa là tổng cộng 10 triệu. Là anh xin phép là không có tặng áo quan, không có kịp về tặng áo quan thì anh sẽ tặng với phần là đi thiêu cho cô, cũng như là cái phần làm tháp cho cô. Thì cũng là đến đây cũng mong là cô ra đi thanh thản, là luôn luôn phù hộ cho con cháu. Một năm nay hữu duyên với cô thì chắc cũng khoảng 25 triệu hơn ha. Cũng có thể tầm đó, nhưng mà mình không có kể cái gì cả, kể đó là cái tình thương của tất cả mọi người dành cho cô rất là lớn. Thì Hòa Minh Đồ Ba cũng đại diện cho cô gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn luôn đồng hành cùng Hòa Minh Đồ Ba, đã luôn cùng hành cùng cô trong khi mà cô bệnh hoạn thế này. Rồi em cũng gửi lời cảm ơn tất cả mọi người ha. Em cảm ơn mạnh thường quân trong ngoài nước cũng như anh Hòa Minh đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua để cho mẹ em đi đến bây giờ là cuối cùng của cuộc đời rồi. Trong cậy nhờ hết vào anh Minh với mạnh thường quân. Ông còn em giờ em không có biết nói gì hơn rồi. Cô nói em ơn anh mạnh thường quân nhiều lắm. Em sẽ cố gắng sau này khi làm được cái gì tốt đẹp hơn em sẽ hỗ trợ lại những người bài cảnh của em. Nói chung là anh hỗ trợ đi, phần này là tất nhiên là sẽ không mắc nợ nữa. Thì áo quan thì có người khác tặng đúng không? Rồi tiền hỏa táng và tiền làm tháp cho mẹ là anh tặng. Thì hy vọng là em sẽ không còn mang nợ nữa, tại vì em còn 2 đứa con nữa. Rồi công việc của em thì cũng khó khăn chứ không phải như mọi người kiếm tiền dễ nữa. Thì cố gắng làm ăn để đừng mang nợ nữa là được rồi. Em cảm ơn anh. Rồi nghỉ ngơi đi. Anh ấy với mẹ thăm mẹ đi. Ngại quá, nhiều khi á giờ anh Minh tới nước này, giờ mẹ em mất rồi mà em còn nhờ anh Minh giúp đỡ nữa. Không, đối với bản thân anh hiện tại bây giờ là anh còn rất là ngại đó. Ngại là điều gì em biết không? Tại đáng lẽ hoàn cảnh của mẹ là anh sẽ đến đây trực tiếp luôn và anh sẽ làm đám tang cho mẹ luôn. Nhưng mà em không có làm đám tang cho mẹ hoàn thiện như vậy á, là cũng là anh cũng còn thấy buồn đó. Nhưng mà như vậy là cũng được rồi, anh cũng sẽ góp được một phần nào đó thì cũng mừng rồi. Đồ của mẹ có đem đốt đi hết chưa hay là để vừa giữ nhà? Dạ, để ở trong đây còn một mớ là để mốt đốt. Chừng nào đốt? Mốt hả? Đừng có để vừa ở nhà nha. Dạ. Nhất là nó mẹ cũng bị bệnh đó, lây nhiễm. Thứ hai là đồ của người mất là không có nên để ở nhà. Dạ. Không tốt, em cứ hình thường là chắc là em đem đi luôn rồi đó. Em còn chưa để giữ là không có rảnh thì cứ dọn đi hết đi. Không ấy là đốt rồi ra bãi rác là để đó nha. Kiếp này khó khăn rồi, em kén đốt nhiều nhiều cho mẹ ăn tí xíu. Đốt tiền nè, để cho xuống dưới có tiền các bạn là xài. Ngày thầy tụng. Tại vì nói chung nha, ảnh cũng được á, ảnh cũng cái chi phí mà muốn thầy ở trường sao em không có lo. Mỗi thầy tụng thì có thầy thì tụng giúp mình, còn thì nói chung cũng có tiền xe tiền xăng cho cái thầy quý thầy. Cuộc sống mà đây, ra ngoài đi, ra ngoài nghỉ ngơi. Là 12 giờ trưa đó hả em? Dạ đúng rồi. 12 giờ trưa. 12 giờ trưa vào ngày thứ 7. Dạ. Ở thưa cái cỏ hỏa táng. Hình này mẹ lúc trước mẹ đẹp quá chứ bộ. Dạ. Không lúc có giống mẹ lúc mẹ bệnh nha. Dạ. Mẹ năm nay nhiêu tuổi ta để em coi 51 hả? Dạ. Rồi 11 hình như là em có nhà riêng ở đây, là 11 ba ở một mình hả? Dạ, em đi tới đi lui. Dạ.
Vậy cứ nghỉ ngơi đi, rồi có gì anh hỏi thăm ha. Dạ. Anh rảnh thêm vô có hỏi thăm hay là có gì lo lo nhắn tin hỏi thăm nhau ha. Dạ. Thì chia buồn cùng gia đình, thì Dạ. anh gửi một phần nào để giúp đỡ cho gia đình ha. Dạ. Rồi bây giờ anh về cùng buôn bán nữa. Dạ, em cảm ơn anh Rồi Minh giờ này anh cũng nhiều. mới bận, chứ không Dạ. thì anh có làm thì làm, còn đỡ cho mẹ. Vậy là thấy cũng anh cũng nghĩ là Dạ. anh cũng cảm thấy được rồi, an lòng rồi, rồi cô Dạ. cũng an lòng, tại vì mình cũng không có bỏ cô trong những cái Dạ. lúc này ha. Dạ. Ừ, cố gắng lo cho mẹ nha, Em cảm ơn anh nhiều chứ lắm con về luôn ha. À, còn có gì nữa thì bảo cho anh nha. ạ. À, có gì khó khăn nữa thì bảo anh. Dạ. Dạ.